dậy ăn dưa mẹ ơi, dậy ăn dưa đi. Con gái về rồi à? Con mua quả dưa hôm nay hơi bị ngon đấy. Ui. Bổ cho mẹ ăn đi con. Để con bổ cho mẹ ăn nhá. Bổ đi. Đúng là con gái của mẹ tuyệt vời thật đấy. Thế này ấy, mẹ phải lấy cho con hai chồng mới được. Ôi, lấy hai chồng mang tiếng lắm mẹ ơi, lấy một chồng thôi. Ngu. Thời bây giờ ấy, con gái phải lấy hai chồng. Em gái. Dạ. Em thấy làm mẹ có sướng không? Làm mẹ? Ừ. Em thấy làm mẹ không sướng đâu. Như mẹ mình ý, tất bật 4 giờ sáng đã dậy rồi, rồi đồng ruộng, cơm nước cho anh em mình, nói chung là làm đặt vặt các thứ nữa, em thấy mẹ vất vả lắm. Ui, đấy là mẹ mình không biết cách làm mẹ thôi. Bây giờ ấy, em thử làm mẹ cho em, sướng lắm. Eo. Anh thử làm mẹ 24 giờ đi. Hay là như này, hôm nay anh em mình thử thách 24 giờ làm mẹ đi. Đi. Nếu mà bốc thăm vào làm mẹ thì sẽ được làm mẹ được sai khiến, còn làm con ấy thì phải nghe lời mẹ. Em dám chơi không? Chơi thì chơi. Em chưa làm mẹ bao giờ. Em có thích làm mẹ không? Thích. Thế bây giờ em về em viết giấy làm mẹ làm con đi bốc thăm. Ok. Đấy. Đi đi, về viết okay. Đi, lấy đi. Để em trải nghiệm sự vất vả của mẹ nào. Đây rồi. Đâu? Anh em. Đây, làm mẹ và làm con. Rồi, thế bây giờ em tung lên đi. Ok. Đây, anh lấy tờ này. Thôi em lấy tờ này xem nào. Xem làm gì đây? Làm gì đây? Wow! Làm mẹ! Eo! Làm con! Mẹ ơi, mẹ! Đứa con mắt dậy này. Bây giờ ấy, em làm con thì em phải nghe lời mẹ, nhớ chưa? Vâng ạ. Bây giờ nhá, mẹ bảo con như thế này, về nhà lấy bộ quần áo của mẹ để cho mẹ mặc, nhớ chưa? Vâng ạ. Đấy, nhanh lên. Mẹ ơi mẹ. Đây. Bộ quần áo của mẹ đây, mẹ mặc đi. Quần áo của mẹ đây à? Đúng rồi đấy, mẹ mặc đi xem mà có xinh gái không. Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ mặc bộ quần áo, sau ấy mẹ sẽ có việc cho con làm đây. Ôi trời ơi. Bây giờ ấy, ra xuống dưới này ngắt ít rau về cho lợn. Mẹ sai anh ấy là phải ngắt rau về cho lợn. Nhưng bây giờ hôm nay ấy, anh làm mẹ vất vả. Con đi xuống hái rau đi. Mẹ sai anh ấy lại sai em. Ô cái đứa này láo nhở. Ai là mẹ? Anh là mẹ. Ai là con? Em là con. Đứa con bất hiếu này, xuống hái rau cho lên. Vâng ạ. Mày có đi không? Mày có đi không? À? Vâng mẹ đừng đánh con. Xuống hai rau ấy. Bây giờ mẹ đi mặc quần áo. Làm mẹ cũng sướng mà, ai bảo vất vả đâu. Chết rồi, 2 giờ rồi mà cái đứa con gái đi hái rau mà vẫn chưa xong. Mẹ ơi, mẹ, con hái rau xong rồi đấy, mẹ mang đi cho lợn đi. Cái gì? Cái đứa con mắt dậy này. Thế bây giờ tôi là mẹ hay là cô là mẹ mà cô sai tôi? Anh là mẹ à? Nhưng mà mẹ Tân bảo anh cho lợn nhá. Thế bây giờ nhá, thử thách 24 giờ làm mẹ. Hôm nay anh làm mẹ, thế em là con đúng không? Ừ. Thế con có nghe lời mẹ không? Có. Không nghe là bất hiếu đấy con, biết chưa? Biết thế cùng tham gia cái thử thách này. Bây giờ mới bắt đầu thôi đấy. Còn 24 giờ nữa, đi cho lợn đi. Vâng. Nhanh lên, có đi bộ à? Con gái con đứa, mẹ nói thì cãi sôi sôi à. Nhanh lên. Biết thế cũng tham gia thử thách. Là mẹ Tân kia còn nhàn, là mẹ này vất vả thật đấy. Sai nhiều. Ăn đi. Con gái ra mẹ bảo. À, mẹ bảo gì con đây? Con gái ơi. Dạ. Hôm nay ấy, mẹ trên sai mẹ đi bò à? Bây giờ mẹ mệt lắm, mẹ mỏi lắm. Con gái có thương mẹ không? Thương. Bây giờ ấy, con gái về lấy cho mẹ cái giường, cái chăn, cái gối để cho mẹ ngủ. Rồi con gái đi bò nhá. Khiếp! Mẹ sai anh đi bò, bây giờ anh lại sai em. Cái đứa con bất hiếu này. Thế hôm nay ai là mẹ? Anh là mẹ. Ai là con? Em là con. Thế mẹ sai con có được không? Hả? Được.
Thế đi bà lấy giường chiếu này cho mẹ ngủ lên. Vào. Còn mất thiếu rồi. Nhanh lên. Mẹ ơi mẹ. Xong rồi mẹ ơi, giường mới gối của mẹ đây rồi. Mẹ ơi. Đâu? Đây, mẹ ngủ đi. Đây. Mẹ mệt lắm con ạ. Đấy mẹ nằm ngủ ê. Con gái ơi, nghe lời mẹ dặn đây này. Con gái chăn bò ở gần đây thôi nhá. Mẹ ngủ đây ấy, là có nhiều hổ dữ ăn thịt lắm ấy. Phải canh mẹ nhớ chưa? Vâng. Đấy, bây giờ mẹ đi ngủ đây. Vâng. Con chăn bò ở chỗ này. Đấy, tí mẹ dậy mà không thấy con đâu á, mẹ đánh đít đấy. Nhớ chưa? Vâng. Ôi. Mệt quá, cứ làm mẹ khổ thật đấy. Chăn bò cho nó ăn hẳn hoa nhá chưa? Vâng. Khiếp, làm mẹ này ai mà chả làm được. Thử làm mẹ như bà Tân xem. Một tiếng không chịu lỗi. Mày nói xấu cái gì mẹ đấy? Không, mẹ ơi, mẹ ngủ tiếp đi. Con bảo con bò dạo này hơi gầy mẹ. Con gái đâu rồi? Con đây mẹ ơi. Mang cái đây ra đây con ơi. Dạ, cái đây của mẹ đây rồi ạ. Bây giờ mẹ bảo con nhá. Vâng. Bây giờ mẹ khát nước lắm. Con đi mua cho mẹ quả dừa đi. Nhá. Con gái nhá. Thế mẹ chung bò nhá, để con đi mua dừa. Buộc nó vào đây. Đi mua dừa đi nhanh lên, mẹ khát nước lắm rồi. Mẹ uống dừa 10.000 hay là 20? Dừa 50.000. Vâng. Nhớ chưa? Vâng. Đi đi. Làm mẹ vất vả thật đấy. Thế mày khổ, biết thế mày không tham gia cái thử thách này còn hơn. Cái đứa con gái này đi mua nước lâu về thế nhở? Khát khô cả cổ rồi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ đây. Có đây mày kia mà gọi lắm đấy. Nước của mẹ đây, mẹ uống đi. Con gái con đứa nó phải lễ phép tí. Đưa nó nhịp nhàng nó vào. Mẹ ơi, nước của mẹ về rồi này. Nào lại. Mẹ ơi, nước của mẹ về rồi, mẹ uống đi ạ. Dừa ngon đấy con ạ. Vâng. Ngọt thật. Đúng là con gái ngoan của mẹ. Mẹ bảo này, con mà ngoan ngoãn này sau này mẹ sẽ gả cho thằng nào nó giàu nhất. Ví dụ như thằng Bách Khỉ, nhà nó giàu nhất làng Hạ. Không con mẹ ơi, nói được, mẹ. Cái thằng đấy né lắm. Nó mà chở con đi xe máy á, kéo ngã ấy mẹ. Cái đồ mày ngu ạ. Nhà nó giàu nhất làng Hạ. Lấy nó ấy, về là sướng lắm ấy. Chỉ mỗi tội nó đi hơi bốc đầu tí thôi. Không sướng đâu mẹ ơi. Thôi mẹ uống đi. Uống cái gì? Nghe mẹ bảo lần nữa này. Bò cứ để ở đây tí khác lo. Tí mẹ bảo con đi mua 3 dăm muống về cho nó ăn được. Bây giờ ấy, mẹ thèm hoa quả. Con lại đi mua cho mẹ hoa quả ăn đi. Sao mẹ không sai từ lúc nãy đi mà mẹ sai lắm thế? Quá bây giờ mẹ mới thèm. Thế con có đi không? Quá. Con gái con đứa mẹ nói phải nghe chứ, sau này mẹ gả cho thằng nào giàu nhất làng còn gì nữa. Đừng gả thằng Bách Khỉ là được. Đi đi. Vâng ạ. Tiếp được rửa ngọt thế. À, đi ngủ tí. Làm mẹ vất vả thật đấy. À. Mẹ ơi. Mẹ ơi, dậy ăn dưa mẹ ơi, dậy ăn dưa đi. Con gái về rồi à? Con mua quả dưa hôm nay hơi bị ngon đấy. Ui. Bổ cho mẹ ăn đi con. Để con bổ cho mẹ ăn nhá. Bổ đi. Đúng là con gái của mẹ tuyệt vời thật đấy. Thế này ấy, mẹ phải lấy cho con 2 chồng mới được. Ôi, lấy 2 chồng mang tiếng lắm mẹ ơi, lấy 1 chồng thôi. Ngu. Thời bây giờ ấy, con gái phải lấy 2 chồng. Ui. Mẹ ơi. Dưa ngon chưa? Wow. Ui.
Ngon thế. Mẹ ơi, bổ cho mẹ ăn nhá. Đúng rồi, bổ cho mẹ ăn đi. Con gạt hột cho mẹ ăn. Ngày nay mẹ thèm lắm rồi. Dưa hôm nay con mua hơi bị ngon đấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ ăn đi mẹ ơi. Ui, con gái cũng ăn đi. Vào. Ơi, dưa ngọt lắm. Ngọt à mẹ ơi. Thế đấy con khéo không? Ngon thật đấy con ạ. Ngọt nha mẹ nhờ. Mà con ăn nhanh đi, con đi bỏ ấy nhá, không nó đói ấy. Thì con bò đang ăn đấy mẹ à. Bỏ cứ từ lại đến bây giờ. Nó làm gì còn cỏ ăn sỏi à. Nhanh đi chắc đi cho nó đâu à. Bò này ơi. Bò nó không ăn dưa. Mẹ nhìn đi. Ở đó nó không ăn mẹ. Thôi con đi bò ấy. Thôi đi bò đi. Nhanh lên. Đi bò gần đây nhá. Tí nữa chiều về mẹ lại đói đấy. Vâng. Làm mẹ bất giả lắm, đâu phải sung sướng gì đâu. Chặt chặt quá mẹ ơi. Dưa gái mua ngon thật đấy. Đi. Ngọt thật đấy. Con gái đi bò mãi đầu kia kìa. Tầm độ khoảng tối là về đây nhớ chưa? Vâng. Ngọt quá. Ui. Lò quá. Mệt thật đấy. 24 giờ làm mẹ, công nhận là khổ thật. Thôi đi ngủ. Thôi chết rồi. Tối rồi. 5 giờ rồi. Con gái nó đi bò ở đâu nhỉ? Con gái ơi! Con gái! Ô nó đi bò tận đâu nhỉ? Này phải gọi nó mới được. Con nghe mẹ ơi! Con gái ơi! Con đi bò ở đâu đấy? 5 giờ chiều tối rồi mà con chưa về à? Về luôn đi! Về ngay á! Vâng vâng! Con về luôn đây ạ! Đi! Mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi. Ôi trời ơi, con bò này. Mẹ bảo gì con đây? Thế con mấy giờ rồi mà con không vác mặt về đây, chiều tối rồi. Tối rồi mẹ. Con vừa đi bò ấy mẹ. Thế bò loa chưa? Bò loa rồi mẹ, nhìn xem lo cóc đây này. Con gái ơi. Dạ. Con gái có thương mẹ không? Thương ạ. Mẹ bây giờ ấy, mẹ đói lắm rồi. Bây giờ mẹ thèm ăn gà quay. Con đi mua cho mẹ con gà quay đi. Cái gì? Ngày hôm nay mẹ uống nước dừa với lại quả dưa này mẹ chưa lo hay sao? Thế con có thương mẹ không? Có mẹ. Thế con thương mẹ đấy là con phải đi về mua cho mẹ ăn đi. Hay mẹ ơi, thôi không phải mua đâu. Tối nay ăn cơm mẹ Tân nấu rồi. Không, mẹ ấy, mẹ không ăn cơm mẹ Tân đâu. Mẹ thích ăn gà quay cơ. Con đi mua gà cho mẹ đi. Vâng. Buộc bò vào đây. Làm mẹ khổ lắm đi. Đâu phải sung sướng ở đâu mà con không thương mẹ nhở. Khổ như mẹ, con cũng muốn. Đi đi, nhanh lên. Mày có lo không đấy? Mày mà không lo á, về mẹ đánh đít tao đấy. Lo phết đấy. Khổ quá. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đây?
Mẹ đang lướt Facebook mọi con ạ. Gà xong rồi mẹ ơi. Đâu gà đâu Sen à? Đây ạ. Ôi giời ơi, mẹ đói lắm rồi con ạ. Ôi con mệt lắm rồi đấy mẹ. Làm sao mà mệt? Đây hẳn cả một con gà nguyên quang của mẹ đây. Ui, thế không có nước chấm à? Nước chấm đây để con pha. Sao nhiều bột canh thế? Chắc người ta thấy con xinh người ta cho nhiều mẹ. Ăn này có mà mặn, hỏng hết thận con ạ. Mẹ đổ bớt đi. Cho ớt cay vào. Uầy, ngon đấy. Thôi được rồi, được rồi. Bớt chanh ra chỗ này. Tí hết chanh lại bắt tiếp. Đấy. Mẹ ăn đi ạ. Đây đây đây. Dao đâu? Đây đây đây. Cắt cho mẹ cái đùi nhanh lên. Vâng ạ. Đấy con dao. Đưa dao đây cho mẹ. Thôi để con cắt cho mẹ ăn, mẹ cố im ạ. Mẹ ăn nó phần như này nó mới ngon. Đấy. Ngon thế. Làm mẹ khổ lắm con ạ. Khổ như mẹ con cũng muốn mẹ ạ. Con lại đi bỏ tiếp đi. Mẹ ăn xong con gà mẹ gọi con, mẹ con mình đi về nhá. Bỏ luôn rồi ấy mẹ. Không, mẹ thấy bụng nó bé. Con đi chăn ở xung quanh trên này. Ăn nữa có một bò nhà mình đẻ ra cỏ đấy mẹ. Ai nó đẻ ra cỏ? Đẻ ra phân nó đẻ ra cỏ này. Ăn đi. Cái đứa này càng lớn nó càng ngu nhỉ. Con gà này ngon thế con gái ơi. Con mua ở đâu ấy? Mua ở đầu ngõ mẹ. Ngon thật đấy. Ngon thế. Biết thế là mẹ vất vả này mình không làm. Nhưng mà hôm nay 24 giờ. Mình được làm mẹ không sung sướng gì. Ngay mấy canh nữa. Con gái ạ. Mẹ thích ăn canh lắm con gái ạ. Gà có 2 cái, mẹ ăn hết 2 cái đi. Ngon thật đấy. Anh Huy. Đây. Làm mẹ nhà anh sướng thật đấy. Làm gì mà sướng? Làm mẹ nhà người ta ăn nằm vắt lặng. Mẹ này chỉ ăn mới ngủ thôi. Đọc ăn mới ngủ thôi nhưng vất vả lắm. Em có biết không? Vất vả cái gì? Thế bây giờ bốc thăm rồi. Thử thách thì cũng đề ra rồi. Thế bây giờ em định cãi à? Làm sao đừng có chơi được nhá. Anh nhìn mẹ mình đi. Không mẹ nào mà sướng như này đâu. Thế bảo là mẹ không biết cách làm mẹ còn. Trần đời trên mù. Anh ấy, số phận anh không được làm mẹ. Hôm nay có cơ hội làm mẹ thì em phải để anh làm mẹ ăn hoài chứ. Anh cắt đòn đi. Ngon thế à? Ôi, thôi con gái ơi, ra mẹ bảo, ra đây. Bây giờ ấy, dọn dẹp đi, mang túi bóng mang về, còn thừa đồ ăn nhiều lắm. Tối nay mẹ lại ăn tiếp con ạ. Tối nay mẹ không ăn cơm đâu, tí về không phải nấu cho mẹ ăn đâu nhớ chưa? Để im con gà đấy, tối nay mẹ ăn. Cho túi bóng đi. Làm mình rửa ra. Nhanh lên cho túi bóng. Dưa ngon thật đấy con gái ạ.
Tôi ăn chú bác rồi, thôi. Vâng. Cháu ăn dưa không cháu? Về được chưa mẹ ơi? Thôi đi dắt bò về đi, không cần gì nữa con này. Con